If you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. Nhắm thật chứ bạn. When you see me calling, xin em không nhấn máy. Cause when the hand he hit me thì cool boy cũng trở thành lầy. I'm thinking about love. Anh biết em nói là không muốn gặp anh nữa. Anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Ăn chưa? Sao? Ăn rồi thì có hấp canh chưa? Ăn chưa? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc làm chi. Anh biết anh như cục ghen trong mắt. Bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không? Tên anh hiện trên màn hình em có chụp không? Nếu em muốn ghét anh nói trước, đừng nói ghét anh ngoài kia cũng phải tốn gần chục năm. Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ. Mong thủ nhặt cái bụng chì. When I say you, if you see me calling, xin em không nhấn máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này. I'm talking about when you see me calling, xin em không nhấn máy. Cause when the hand he hit me thì cô boy cũng trở thành lầy. I'm talking about love. Trai của tụi nó đã là anh rồi. I know, baby I'm an asshole. But that's just shit though. Đọc vào mắt xanh thì phải biết như là học sinh đang học. Baby anh không có tiếc không. Thì cô bôi cũng trở thành lầy.